Chào tất cả mọi người. Xin chào bạn gái của mình trong tương lai. Tôi tên là Ide Kazuhiro, đến từ Nhật Bản. Hai gọi Kazu nha. Cái gì tên gì tên gì? Tên là Ide Kazuhiro. Iden Kazuhiro. 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 Kazu. Kazuhiro. Hi. Kazu là ok. Ok, low. Kazu. Kazu rồi, dễ đi. Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi. Là công việc là nghệ sĩ hài. Dạ, em chào chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Du Thị Thảo, hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị. Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. Bất động sản. Biết sinh sản không? Không biết luôn. Không biết luôn. Đất đai nhà cửa đó. Những cái tài sản bất động nằm tại chỗ. Ta gọi là bất động sản, thí dụ đất này, nhà nè. Nghĩa là cô mua bán cái điều đó. Hiểu rồi. Thảo, anh Kazu bên kia là người Nhật à, thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau, chúng ta bấm nút. Em không ngại, em chỉ cần lý do thôi chị. Kazu ơi. Dạ. Lý do tại sao Kazu lại muốn tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây Kazu không nghĩ là không muốn kết hôn. Nhưng mà bây giờ là 36 tuổi nên mỗi ngày rất buồn. Sống một mình thôi nên một mình thôi. Nhưng mà ở Việt Nam á, là muốn lấy vợ á, là phải có chỗ ở ổn định. Phải thương yêu vợ. Không có người yêu khác. Không được quen ai khác. Được không? Cố gắng. Cố gắng. Bây giờ mình sẽ nghe Thảo nói tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Em rất là mạnh mẽ, em rất thích cái lối sống Tây, giống như là phụ nữ mình là phải đẹp, phải sexy. Đẹp là để cho mọi người chú ý, để nhìn, chứ không phải là lúc nào cũng phải kín đáo, kín cổng, cao tường thật sự. Chị cũng nghĩ như em. Dạ. Kazu có thích bạn gái sexy không? Chắc chắn nha. Dạ. Chắc chắn nha, hiểu chưa? Trời ơi, nôn quá, để qua coi mặt Kazu nè. Kazu nhìn rất là hot boy nha. Dạ, ha. Xin chào. Kazu, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền. Là biết tiếng Nhật. Rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật. Luôn nhiệt tiếng với mọi người. Là biết nấu món Nhật Bản. Yeah. Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Kazu, qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi cuốn và bánh xèo. Em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không? Bao ngon chị. She nấu ăn rất là ngon. Đó là điểm mạnh. Còn điểm yếu của Kazu? Điểm yếu là chơi giỏi tiếng Việt. Nói vậy là giỏi rồi đó. Rất giỏi rồi. Và tôi không thể nhỏ ngàn kiến em. Không phải ga lăng. Tức là Kazu không phải tuyếp người ga lăng. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được những cái ngày quan trọng. Không nhớ ngày kỷ niệm. Tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm. Có tật xấu nào không? Tật xấu? Thích uống bia. Dù thích uống bia. Thích đi nhậu. Nhậu nhiều không? Chắc là nhiều. Mỗi ngày là 4, 5, 6 lần. Ngày uống 6 lon. Và sau đó là uống soju. Em gái. Dạ. Em biết nhậu không? Dạ biết chứ, phụ nữ bây giờ nói không biết nhậu là chắc ăn là không tin rồi. Em nhậu được nhiêu lon? Tầm khoảng 6 chai. Wow. Chị uống được 6 chai nha. Hợp nhau nè. Hợp nhau. Còn với soju thì em chỉ uống được vài ly thôi, tại vì em không uống được rượu nhiều. Uống được vài ly soju. Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền. Dạ. Và đẹp, nấu ăn tốt, mỗi ngày rong rệt. Gì nữa? Có thể suy nghĩ về cho người khác. Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Thích à? nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? Là không sao nha. Ok đúng không? Okay. Để Quyền Linh qua xem đàn gái có hợp với Yuka. Kazu. Kazu. Trời ơi. Dạ, em chào Quyền Linh. Trời ơi, đẹp quá. Xinh xắn không?
rất xinh đẹp chào đàn gái. Dạ, trời dạ. Ơi anh Linh ơi, em thắc mắc quá, bên kia là trai tài, bên này gái sắc, mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi, tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều, và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Ồ oh. Oh, buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm PT sale tự do. Tức là em là PT luôn hả? Dạ đúng rồi. Em, anh Linh giờ mập lắm rồi, em nhận làm PT riêng cho anh Linh được không? Để hướng dẫn anh Linh chứ cái anh này Linh... nếu mà em làm PT ấy, thì em sẽ sắp chế độ ăn và lịch tập cho anh Linh. Được. Oh. Được đó, anh sẽ làm điều đó. Bây giờ là anh sẽ kiếm vợ cho bên đàn trai cái đã ha. Dạ. Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật, anh ấy muốn em về Nhật ở thì được không? Thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh. Về nhà chồng thôi không sao đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác. Giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi, em không thích ràng buộc này, không thích gia trưởng này, đặc biệt là vũ phu. Em không muốn cãi nhau. Không muốn cãi nhau luôn. Vậy là được rồi đó. Dạ nói chung là khi có xích mích gì đó thì mọi người nhường hoặc nhịn nhau một tiếng là được. Anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, cho hai người gặp mặt xem thế nào nha. Thảo em đi với ai? Dạ em đi chung với chị. Chị em đang ở đó. À chị của Thảo. Dạ chào chị. Chào chị Nam Thư với anh Quyền Linh. Em thấy anh này được không? Dạ em thấy em thì thấy được rồi đó, nhưng mà quyết định là do em của em. Được là được sao, phân tích thử thôi. Là em thấy ảnh cũng vui vẻ, không biết là tánh tình ảnh sao, nhưng mà thấy mặt của ảnh thì hiền. À thấy hiền là được rồi. Dạ cảm ơn em. Dạ rồi bây giờ Kazu. Kazu. Kazu đi với ai? Là vợ em bản thân nhóm Double Beach. Em cũng là người Nhật luôn. Người Nhật. Tôi tên là Shinsuke. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp. Đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương. Dạ yeah. Shinsuke thấy phù hợp với Kazu. Hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế. Ế. Và có thể lấy được bờ có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Oh, Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Yeah. À. Xin lỗi. Cảm ơn Shinsuke. Yeah, cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Bắt đầu không gian này là của bạn đấy nha. Em chào anh. Dạ. Em là một người thích hoa nên mình tặng trước. Thôi mình trao đổi với ha. Dạ, cảm ơn. Chào em nha. Dạ em cảm ơn nhiều nha. Thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha. Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó anh. Em thấy Kazu như thế nào? Vui vẻ, lịch sự và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á. Nói chung là nó cũng giống như em. Là đi Nhật Bản chưa? Em đã có đi một lần rồi. Cái xứ Strong. Yeah. Yeah. Strong. Yeah. Mạnh mẽ. Yeah. Phải hỏi cái gì là cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào, nói đi. Rất đẹp. Kazu, anh không bao giờ chưa bao giờ gặp xinh giống như xinh cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Dạ yeah, em cảm ơn anh nha. Hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp. Là hỏi cô ấy là em rảnh lúc nào, có thể hẹn hò với anh ngày nào, giờ nào, em thích món gì, ăn cái gì, đi đâu. Em thích món gì? Đối với em món gì cũng như món, không có cái sở thích. Có thể ăn món Nhật Bản hả? Dạ được anh. Đi nhà em có thể đi nhà với anh được không ạ? Dạ được, bình thường mà anh. Em thích du lịch không? Cũng thích anh, nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi. Nếu rảnh thì đi du lịch nha. Dạ nếu em rảnh. Lúc trước anh quen anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không? Không.
mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào? Nói chuyện để giải quyết. Tại vì là anh là người nước ngoài. Dạ. Anh không thể nói nhiều bằng tiếng Việt. Dạ. Nên chắc chắn thua. Chắc chắn thua. Thua chắc chắn là không đi bằng tiếng Việt nên cãi lộn sẽ thua. Nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng Việt, ảnh cứ cãi tiếng Nhật, không ai hiểu hết nhau. Để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn. Đơn giản vậy. Bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau? Khi nào cũng được, nhưng mà phải tìm hiểu nhiều. À đúng rồi. Thật sự hơn. Khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài, không phải là quen một ngày một bữa. Bây giờ ở Việt Nam đó, hiểu rồi. Là vợ chồng á là xài chung tài khoản. Hai người làm bao nhiêu có thể bỏ vào chung một tài khoản. Cái đó được không? Được. 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 Hoặc là con trai á, chồng á đi làm về nhiêu tiền đưa cho vợ hết được không? Được. Được luôn hả? Được mà mặt hết sức là đau khổ. Được. Khi mà lấy nhau rồi anh thích sinh con trai hay con gái? Cả hai. Thích cả hai. Cả hai. Sinh con gái, con trai, cả hai thích. Bây giờ thế nào? Mọi người có thể hát tặng bạn gái một bài nào đó. Một nhóm Double Wish là có vài bài hát. Dạ. Viết bài hát. Và khi nói chuyện với người Việt Nam nói không hiểu. Tại vì là đối với người Nhật phát âm tiếng Việt là rất khó. Dạ. Khi nói là em câu này là hiểu không? Am mon di hu kok ku. Hiểu không? Dạ em không hiểu. Không hiểu hả? Đương nhiên là em không hiểu rồi. Hầu như người Việt Nam nói như vậy. Nên chúng tôi viết bài hát, một bài hát tên là Không Hiểu. Không hiểu. Rồi không hiểu là em hiểu, có thể hiểu Namuki Koigia. Tại vì em không biết tiếng Nhật. Ừ. Dạ. Khi đó là không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, không hiểu nhà. Yeah. Hiểu không? Là cái bài không hiểu đó anh. Em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi. Dễ thương mà. Rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi. Em là người miền Tây thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây. Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha. Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vượt qua Long An chờ đào hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước. Gạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến phà xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét. Xa đến gần người yêu dấu tháp mười Tràm Chiêm. Hay quá. Cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền Tây Nam Bộ. Sau này nếu mà quen nhau, cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam. Nhưng mà tiếng Việt của mình là không tốt nên càng ngày càng học chăm chỉ nha. Anh là một người vui tính thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có thể dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ. Thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ anh không học được thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn. Cảm ơn nha. Rồi bây giờ mình tiến hành bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha. Và bây giờ nhắm mắt lại nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau. Đó. Họ đồng ý hẹn hò với nhau. Kazu. Yeah, từ nay Kazu hết ế rồi. Cảm giác thế nào? Yeah, rất rất vui. Nàng không thể nói gì hết nha.
không thể nói gì. Rất là dễ thương. À, đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng tặng cho hai bạn. Bây giờ cái quy định của chương trình là chúng ta phải đánh dấu cái ngày gặp mặt đầu tiên, nhấn nút hẹn hò với nhau, mình hôn nhau. Ê. Không, má. Má. Má được rồi. Yeah. Ngon quá. Ngon quá. Thơm quá. Thơm quá. Ăn bánh xèo mới ngon quá. Con này. Thơm quá. Thơm. Bánh quá. Bánh xèo là đặc sản của miền Tây em đó anh. À. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da X2 gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Fast nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc cho tình yêu của hai bạn sẽ sớm thăng hoa nha, tìm địa hiểu để có thể đến với nhau. Cảm ơn. Đây cầm hoa. Cảm ơn nha.